Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày và ngay sau đây là những tin chính. Hé lộ nguy cơ từ việc Nga, Trung Quốc tập trận hải quân chung. Thưa quý vị và các bạn, theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, nước này và Trung Quốc sắp có cuộc tập trận hải quân chung trên biển Hoa Đông. Ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã cử các tàu chiến đến biển Hoa Đông để tham gia cuộc tập trận hợp tác hàng hải năm 2022 với hải quân Trung Quốc từ ngày hôm qua đến cuối tháng. Hãng thông tấn TASS đưa tin, theo Bộ Quốc phòng Nga, các tàu được Nga cử đi tập trận bao gồm tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Vatyak, tàu khu trục nguyên soái Saponikov và hai tàu hộ tống của hạm đội Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Hải quân Trung Quốc có kế hoạch triển khai một số tàu chiến và một tàu ngầm cho cuộc tập trận. Cũng theo bộ này, máy bay của Nga và Trung Quốc cũng sẽ tham gia diễn tập. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hoạt động diễn tập nhằm tăng cường hợp tác hải quân chung cũng như duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo Bộ Quốc phòng Nhật, ít nhất 9 tàu chiến của Hải quân Trung Quốc trước đó đã tiến vào Tây Thái Bình Dương thông qua các tuyến đường khác nhau. Tokyo cho biết trong số này có tàu sân bay Liêu Ninh và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Tai-055 Thành Quan, tờ South Morning Post đưa tin. Hiện chưa thể xác định chắc chắn toàn bộ 9 tàu nói trên có tham gia cuộc tập trận sắp tới với Nga hay không, nhưng việc huy động năm nay dường như lớn hơn so với năm trước. Tuần trước, tàu Liêu Ninh được phát hiện đang đi từ biển Hoa Đông đến Tây Thái Bình Dương qua eo biển Miyako giữa đảo Miyako và Okinawa của Nhật Bản. Hộ tống tàu Liêu Ninh và các tàu khu trục Tai-055-103 An Sơn, tàu khu trục Tai-052D Thành Đô, tàu khu trục Tai-054A Tảo Trang và tàu tiếp tế Tai-091 Hồ Luân Hồ. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tàu sân bay Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động cất và hạ cánh máy bay chiến đấu trên tàu. Trong khi đó, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Thành Quan được phát hiện đang di chuyển cùng với tàu khu trục Tai-052D Hải Phòng và tàu tiếp tế Tai-093A Thái Hồ đi qua eo biển Otsumi phía nam đảo Kyushu của Nhật Bản. Một tàu khu trục Tai-055 khác mang tên Vô Tích được phát hiện đang ở cách đảo Fukui của Nhật Bản khoảng 420 km về phía tây. Đi cùng với tàu Vô Tích là tàu khu trục lớp Shoremini Thái Châu. Trước đó, dưới sự dẫn đầu của tàu Tai-055 Nam Sương, 5 tàu của Hải quân Trung Quốc đã tham gia cuộc tập trận với 5 tàu chiến thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Hợp tác hàng hải 2022 là cuộc tuần tra chung đầu tiên giữa Trung Quốc và Nga ở phía Tây Thái Bình Dương, được tổ chức ở biển Nhật Bản và xung quanh các đảo của Nhật. Các cuộc tập trận bao gồm các hoạt động chống tàu ngầm, giao cắt và diễn tập chung và sử dụng khí tài. Thưa quý vị, Biển Đông là khu vực biển quan trọng, chứng kiến sự cạnh tranh chiến lược quyết liệt giữa một số nước lớn, nhất là Mỹ và Trung Quốc. Các nước mong muốn đạt được mục tiêu của mình ở vùng biển quan trọng này, nhất là về lĩnh vực quân sự, kinh tế và kiểm chế chiến lược. Khi xem xét lợi ích về chiến lược của Trung Quốc và cách hành xử của họ ở Biển Đông, cần đặt trong tổng thể chiến lược trỗi dậy hòa bình hay phát triển hòa bình của Trung Quốc, Biển Đông đang thực sự trở thành vũ đài cho sự chuyển động và tranh chấp quyền lực toàn cầu giữa các đại cường, trong đó hai nhân vật chủ chốt là một Trung Quốc đang lên và một siêu cường Mỹ đang đi xuống. Một số nhà nghiên cứu đã so sánh ý nghĩa địa chiến lược của Biển Đông đối với Trung Quốc không khác gì vùng biển tại Caribe, bao gồm vịnh Mexico đối với Mỹ của thế kỷ 19. Dự rằng Mỹ chỉ có thể bằng việc khống chế toàn bộ biển Caribe thì mới thống trị được Tây Bán Cầu và chi phối trật tự quyền lực ở Đông Bán Cầu nhờ kênh đảo Panama xuyên hai đại dương. Tương tự như thế, Trung Quốc nếu thống trị được Biển Đông thì mới có cơ hội trở thành bá chủ Tây Thái Bình Dương và vươn ra Ấn Độ Dương. Khi nói đến lợi ích địa chiến lược của Trung Quốc ở Biển Đông, người ta thấy nổi bật 4 khía cạnh đặc biệt quan trọng: khía cạnh lãnh thổ, tài nguyên giao thông, an ninh quốc phòng, khía cạnh văn hóa lịch sử. Trên khía cạnh lãnh thổ, tài nguyên, mục đích của Trung Quốc không có gì để nghi ngờ. Họ không muốn những chiếm tất cả các đảo và bãi đá trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà thậm chí có dã tâm chiếm luôn cả các khu vực đặc quyền kinh tế EEZ của các nước theo Công ước về Luật Biển Quốc tế, trong khi các khu vực này cách bờ biển gần nhất của Trung Quốc, đảo Hải Nam, tới trên 1.200 cây số. Biển Đông được coi là một trong 5 bồn trũng chứa dầu khí lớn nhất thế giới. Trong phạm vi Biển Đông, các khu vực thềm lục địa có tiềm năng dầu khí cao là các vùng trũng Brunei, Sabah, Sarawak, Malay, Patani Thái, Nam Cung Sơn, Mekong, Sông Hồng, cửa sông Châu Giang. Bên dưới vùng ven biển và thềm lục địa Việt Nam tồn tại như bể trầm tích dầu khí, trong đó có hai bể trầm tích Cửu Long và Nam Cung Sơn.
được đánh giá có triển vọng dầu khí lớn nhất, điều kiện khai thác tương đối thuận lợi. Hơn nữa bối cảnh quốc tế, trước hết là bối cảnh địa lý và tương quan sức mạnh ở Đông Nam Á và Biển Đông, quả thực là kích thích tham vọng địa lý của siêu cường dân số này. Nói theo lý thuyết quan hệ quốc tế hiện đại thì các nhân tố khách quan và chủ quan đã khiến cho Trung Quốc theo đuổi một thứ lợi ích quốc gia tuyệt đối bằng một sức mạnh cứng tuyệt đối. Trên khía cạnh giao thông, khi Trung Quốc trở thành cường quốc thương mại số 1 thế giới thì cũng có nghĩa là sự ổn định cho phồn vinh về kinh tế và xã hội của Trung Quốc sẽ tùy thuộc vào những dòng chảy thương mại đều đặn nhằm đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa. Trước hết là nhập khẩu tài nguyên và xuất khẩu hàng hóa thành phẩm từ toàn bộ các khu vực khác nhau của thị trường thế giới. Vì thế, trong khi giao thương đường bộ của Trung Quốc với các quốc gia và châu lục khác gặp nhiều cản trở bởi địa hình và an ninh, đặc biệt là các tuyến giao thông Tây Nam để tiếp cận Ấn Độ Dương thông qua các quốc gia Myanmar, Pakistan, Ấn Độ, thì các tuyến hàng hải quốc tế ở bờ Tây Thái Bình Dương chủ yếu thông qua Biển Đông. Với các địa điểm như eo biển Malacca ở Nam Biển Đông và khu vực giữa hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa theo hướng Bắc Nam nhằm kết nối Trung Quốc với thế giới là nhiệm vụ cốt tử. Hiện nay, Trung Quốc có 29 trên 39 tuyến đường hàng hải, khoảng 60% lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, 70% lượng dầu mỏ nhập khẩu được vận chuyển bằng đường biển qua Biển Đông. Hơn nữa, với mưu đồ chốt chặn mặt tiền hướng ra Biển Đông của Việt Nam, Trung Quốc sẽ bắt các nước, trước hết là Việt Nam, lệ thuộc vào quyền đường phối của Trung Quốc. Ngay cả trong trường hợp nhiều đảo ở quần đảo Trường Sa vẫn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Điều đó chẳng khác gì tình trạng bi đát của lãnh thổ Palestine với sự chia cắt và kiểm soát của Israel ở Trung Đông. Mặt khác, việc đoạt được chủ quyền trên Biển Đông theo hướng đường lưỡi bò cũng giúp cho Trung Quốc khống chế không phận trên Biển Đông. Theo đó, các đường bay quốc tế của các hãng hàng không trên thế giới đều phải xin phép chịu sự điều phối do nộp thuế cho Trung Quốc. Điều đó càng đặc biệt có ý nghĩa trong kỷ nguyên bùng nổ giao thông hàng không và du lịch ở Đông Á và Đông Nam Á thế kỷ 21. Cần lưu ý rằng, một khi Trung Quốc đã độc chiếm được Biển Đông thì bất chấp chữ Trung Quốc tuyên bố cam kết duy trì tự do lưu thông trên Biển Đông nhằm đạt được sự đồng thuận quốc tế đối với mục đích của họ, Trung Quốc vẫn có thể ra lệnh cấm thông thường trên vùng Biển Đông bất kỳ lúc nào khi tình huống đòi hỏi bảo vệ lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và ngăn chặn lợi ích của nước khác. Trên khía cạnh quốc phòng, an ninh, lợi ích quân sự và an ninh bao giờ cũng gắn với lợi ích kinh tế, là công cụ để bảo vệ lợi ích kinh tế. Do đó, bản chất của mưu đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc, nhất là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, là nhằm hai mục đích cốt lõi: ngăn chặn tự do đi lại trên biển của các chiến hạm nước ngoài, nhất là các đối thủ ngoài giới hạn 12 hải lý từ đường cơ sở. Nhờ thế, Trung Quốc có thể đẩy mối đe dọa an ninh từ biển ra xa bờ biển của Trung Quốc. Các tàu chiến và tàu do thám của Mỹ và các nước khác không có điều kiện tiếp cận bờ biển Trung Quốc được nữa. Vụ việc Trung Quoc cắt cáp tàu do thám Mỹ Impenetrable năm 2008 trong thềm lục địa Trung Quốc thể hiện rõ rệt mục đích này. Mở lối đi ra ngoài đại dương xanh lục hải cho hải quân Trung Quốc trong điều kiện biển Hoa Đông dưới sự kiểm soát của Mỹ cho đồng minh Nhật Bản, Đài Loan đã ngăn chặn đường vươn ra Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương của họ. Chỉ có thông qua Biển Đông ra được với đại dương xanh, như thế thì Trung Quốc mới có thể bằng chiến hạm ngầm hay nổi đưa ra mối đe dọa của họ tới gần nước Mỹ, Ấn Độ và các đối thủ tiềm tàng khác. Bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến mới đây trên Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Chính quyền Mỹ xác nhận sẽ cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không Patriot. Thưa quý vị và các bạn, chính quyền Tổng thống Joe Biden xác nhận Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không Patriot. Washington cũng cho biết quân đội Ukraine sẽ được huấn luyện cách sử dụng vũ khí ở một quốc gia thứ ba châu Âu. Ngày hôm qua, Nhà Trắng công bố bản ghi phiên hỏi đáp với giới truyền thông, được thực hiện trước đó một ngày trong hội nghị truyền hình dành cho chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Washington. Tham gia vào sự kiện này là một nhân viên Nhà Trắng giấu tên, được giới thiệu trong tài liệu đơn giản là một quan chức chính quyền cấp cao. Phát biểu với báo giới, vị quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ công bố gói hỗ trợ an ninh mới đáng kể gần 2 tỷ đô la Mỹ cho Kiev trong cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo. Trong số những loại vũ khí được cung cấp có một tổ hợp tên lửa Patriot mà quan chức này chỉ ra là một năng lực tác chiến mới rất quan trọng. Vị quan chức nói thêm, Mỹ sẽ huấn luyện lực lượng Ukraine phương thức vận hành hệ thống tên lửa Patriot ở một nước thứ ba. Quan chức này cũng nhấn mạnh, ngoài hệ thống vũ khí nói trên, chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng sẽ tiếp tục cung cấp những thiết bị phòng không khác. Một số phương tiện truyền thông, trong đó có Associated Press, AP và BBC, trước đó đưa tin khóa huấn luyện có thể kéo dài vài tuần và dự kiến sẽ được thực hiện tại khu vực đào tạo Greifswald ở Đức.
thông tin về việc Mỹ đang lên kế hoạch chuyển giao Patriot cho Ukraine đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông vào tuần trước. Kiev đã yêu cầu hệ thống phòng không đặc biệt này kể từ khi Nga tăng cường những cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào lưới điện và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine từ đầu tháng 10. Trước đó, vào tháng 3, quân đội Mỹ cho biết sẽ không cung cấp Patriot cho các quốc gia Đông Âu vì việc khai thác sử dụng sẽ yêu cầu một chương trình đào tạo đáng kể. Đồng thời, chính quyền Tổng thống Joe Biden cảnh giác rằng một động thái như vậy có thể dẫn đến sự leo thang khó lường. Bình luận về các bản tin tuyên bố Patriot cuối cùng có thể tìm đường đến Ukraine, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các lực lượng vũ trang Nga sẽ nhắm mục tiêu vào những hệ thống tên lửa do Mỹ cung cấp nếu vũ khí được triển khai ở Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Sakharova gọi khả năng chuyển giao Patriot cho Ukraine là một động thái khiêu khích khác của Mỹ, đồng thời nói thêm rằng vũ khí sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường có thể xảy ra. Bản tin của Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của Tin Mới.